Thú thật đi, tôi biết là thời gian bạn ngủ ở trong tiết văn còn nhiều hơn cả thời gian bạn ngủ ở nhà nữa. Trong khi bạn nghe podcast chữa lành tâm hồn thì tôi lại bật tiếng giảng văn chiêu dễ ngủ ở trên YouTube. Có thể bạn nghĩ văn học hay những câu chuyện cổ tích rất là nhàm chán. Này thì công chúa bị bắt cóc, hoàng tử cưỡng hôn công chúa, hai người hạnh phúc mãi mãi về sau. Nhưng những sự thật kinh dị đằng sau những câu chuyện dễ thương này sẽ thay đổi suy nghĩ của bạn. Mãi mãi phát không vui. Bạn có biết Bạch Tuyết ở trong phiên bản Disney chỉ mới 14 tuổi và hoàng tử là 20 không? Lois Chung, người đã phá hoại tuổi thơ của bạn kể từ năm 2021. Nếu như bạn đã ở trên Internet đủ lâu thì bạn cũng biết về những cái meme về Shrek, một bộ phim đáng xem cùng gia đình. Thì đa phần thời gian là vậy. Nếu như bạn thấy nó chưa đủ tệ thì hãy thử đọc câu chuyện gốc của nó. Mình sẽ tóm gọn như sau. Bố của nó xấu vờ lờ, mẹ của nó cũng vậy. Mình thề đây chính là cái mở đầu của cái câu chuyện đó. Sau đó hắn đi khắp nơi và cưới một cô công chúa còn xấu hơn cả bố mẹ hắn. Wow, câu này có thể dùng để chửi hai thế hệ cùng lúc. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đào sâu hơn về những sự thật đáng sợ về những câu chuyện cổ tích mà bạn thấy ở trên phim. Lõ lem hay còn gọi là dép lào thủy tinh. Mang đồ này đến công viên thủy tinh nữa là hết sảy. Câu chuyện này có vài nghìn phiên bản khác nhau, nhưng mà bây giờ mình sẽ nói về phiên bản cổ nhất. Đó chính là từ Ai Cập cổ đại. Chuyện kể về một người phụ nữ xinh đẹp tên là Má Hoa Hồng. Ui ui, đừng hiểu nhầm, đây không phải là mẹ của anh Tuấn Hoa Hồng đâu. Cô ấy đang tắm rửa nửa chừng thì bỗng nhiên có một con chim ưng đến lượm đôi dép lào của cô ấy và thả nó vào lòng của nhà vua. Vì một lý do nào đó mà nhà vua quyết định tìm cho ra bà cô làm rơi đôi giày này và cưới bà ấy. Mình cứ nghĩ rằng, ôi trời ơi, làm gì có ai mà cuồng chân đến vậy? Cho tới khi mình nhận ra rằng người ta có thể bán ảnh chân của mình và kiếm 1 triệu đô ở trên OnlyFans, trong khi đó mình phải đi làm mỗi ngày. Dù sao thì đây chính là hình ảnh của đôi dép lào trong câu chuyện. Mình cũng có một đôi y chang được 10 năm rồi đó, nhưng mà chẳng có ai cưới mình làm vợ cả. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trở lại với phiên bản hoạt hình mà ai cũng biết. Bố của một cô gái trẻ nọ cưới bà mẹ kế nọ với hai cô con gái xấu xí nọ, và họ ghen tị với nhân vật nữ chính của chúng ta. Mình thề là mình có thể tạo ra được 10 bộ phim Hàn Quốc y chang như vậy. Dù sao thì hôm đó ở cung điện đang tổ chức một nhạc hội. Đối với cô bé lọ lem hay bất kỳ người nghèo khổ nào khác, đây chính là cơ hội tuyệt vời để cưới chồng đại gia. Còn nếu như bạn xấu thì thôi ở nhà rửa chén tiếp đi. Nghe chữ mẹ kế thì sẽ có những người xem phim Hàn hay là Ha Ten sẽ có những ấn tượng không tốt. Tuy nhiên, quý cô Tramman ở đây không tệ như bạn nghĩ. Bảy sẽ cho lọ lem đi dạ tiệc nếu như cô ấy hoàn thành xong toàn bộ việc nhà. Sau đó bà ta sẽ tăng gấp đôi việc nhà. Con không thể đi dạ hội nếu như con không có váy đẹp. Ta biết con không có mà, nên con hãy sử dụng Linh Shop. Ôi, mình đâu có được tài trợ đâu. Làm ơn tài trợ tôi đi Shopee. Bằng sức mạnh của nữ chính ảo lòi, cô ấy đã điều khiển một bầy động vật để làm cho cô một bộ đồ thật đẹp. Hôm bữa mình đi ngang qua nhà hàng sớm á các bạn, mình cũng bị chó dí theo quá. Không lẽ mình là công chúa Disney? Dù sao thì mẹ kế sẽ không để lọ lem cướp đi cơ hội của hai đứa con của mình. Mặc dù hai đứa xấu như chó vậy đó, cả người lẫn nết, nên bà ta đã dụ hai đứa xé rách bộ đồ của lọ lem. Lý do là vì lọ lem đã sử dụng vật liệu tái chế từ đồ cũ của bọn họ. Đồ của tao, lực của tao. Chúng ta sẽ tua nhanh qua cái đoạn lọ lem khóc lóc rồi được bà tiên cứu giúp lập 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 là và đến ngay nhạc hội. Vì lọ lem là gái ngoan nên là cứ đúng 12 giờ đêm là sẽ lột đồ đi ngủ, nên cô ấy phải về sớm. Cô ấy đã bỏ bữa tiệc nhảy nửa chừng và trốn về nhà với ánh mắt tiếc nuối của hoàng tử. Nhưng mà nhìn kia, cô ấy làm rớt cái gì thế? Một đôi giày. Ui, giày đẹp thế, không biết là mình có mang dừa không ta. Ý của tôi là đây chính là thứ duy nhất giúp tôi tìm lại cô ấy. Mình thực sự không hiểu tại sao mà hoàng tử có thể yêu một người mà anh ấy thậm chí không nhớ mặt mà phải dùng xa giày để thử. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao rồi. Thấy cái này xong cứ quên cái mặt luôn. Khoan đã. Tại sao lọ lem không có tay? Nếu như bạn nghĩ như vậy là đáng sợ thì bạn vẫn chưa sẵn sàng cho video này đâu. Hãy ôm gấu bông trước khi xem. Tiếp theo là lúc hoàng tử đi tìm khắp nơi về tung tích của cô gái có tâm hồn đẹp. Tất nhiên là hai chị em kế cũng thử. Kiểu như bạn không biết làm một câu hỏi trắc nghiệm rồi bạn khoanh đại hên xui vậy đó. Mình thuộc kiểu người nếu như không biết chọn gì thì sẽ chọn C. Còn bạn là gì? Hãy comment phía bên dưới để tôi chửi bạn. Học bài đi, lỗi gì mà lỗi. Dù sao thì không có gì cố chấp hơn một người phụ nữ đang yêu. Thay vì chấp nhận thất bại như trong phiên bản hoạt hình thì họ đã cắt ngón chân của mình để đeo cho vừa. Tôi thề luôn, nghe thôi mà thấy đau rồi. Không chỉ vậy mà ở trong đám cưới của lọ lem với hoàng tử, hai người còn bị bồ câu mổ mắt như là một hình phạt vậy đó. Phiên bản này là của truyện Grimm. Ở trong này có rất nhiều câu chuyện mà các bạn thường nghe, nhưng mà với phiên bản tăm tối hơn nhiều. Mình nói cho các bạn biết chứ, lỡ sau này các bạn mà đẻ con rồi mua nhầm cuốn sách này cho nó đọc thì các bạn sẽ tạo ra Joker hay gì đó. Không biết tại sao nhưng mà mỗi đất nước đều có một phiên bản lọ lem của chính mình. Việt Nam cũng vậy. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện của Tấm Cám. Mẹ tắm mất sớm, cha cưới mẹ kế với đứa con riêng. Nghe hơi quen nhờ.
Một hôm nọ, mẹ kế bảo, đây là một cuộc thi công bằng. Đứa nào mà ra ruộng bắt được nhiều tép hơn là mẹ sẽ thưởng cho một cái yếm thật đẹp. Giống kiểu như là mấy chương trình bốc thăm trúng thưởng hả mọi người. Nó là ai cũng có cơ hội như nhau, nhưng mà thật ra người ta cho người nhà hết. Ngược lại với Tấm, đứa con riêng chỉ biết đuổi ho bắt bướm. Thế là cả chiều mà cô ấy vẫn chẳng tìm thấy được liêm sỉ của mình. Nên cô ấy đã nói với Tấm, trời ơi chị Tấm ơi, chị ở giờ là má la đó. Tấm đã nhảy xuống và tắm. Rồi lúc trồi lên thì thấy giỏ cá của mình đã không còn cái gì nữa. Bụt hiện lên và nói, có phải con làm rơi cái rìu này? Lộn chuyện rồi má. Tại sao con khóc? Sau khi nghe câu chuyện thì Bụt đã biến quả bí ngô gần đó thành xe. Ủa Tâm, tao phải đánh thằng biên kịch mới được. Thôi con đừng khóc, nhìn thử trong giỏ còn gì không. Tấm nhìn vào giỏ và thấy một con cá bóng. Bụt dặn như thế này, mỗi lần ăn cơm con nhớ chừa cho nó một bát và để dành tiền thuê Isaac đến hát. Mẹ kế thấy bóng cứ mang cơm ra giếng như vậy thì rất là lo lắng về thùng gạo nhà mình. Ý tôi là sức khỏe tâm thần của Tấm. Thế là mẹ kế đã cho Tấm một kỳ nghỉ dưỡng ngắn hạn. Trong khoảng thời gian đó thì hai mẹ con đã làm thịt bóng. Lúc về nhà và mang cơm ra gọi thì Tấm chỉ thấy một cục máu nổi lên. Tấm lại khóc nức nở. Bụt lại hiền lên và nói, tại sao con khóc? Ước gì mình cũng có bụt của riêng mình ha. Hồi bé có mỗi lần khóc là mẹ sẽ vừa đánh mình vừa kêu mình im đi. Sau khi nắm rõ tình hình thì bụt nói, con hãy về nhà nhặt xương cá bỏ vào lọ chôn vào bốn chân giường. Nhưng mà tìm khắp nơi thì vẫn không thấy xương cá đâu cả. Thế là một con gà tớ bảo, cục ta cục tác, cho ta nắm thóc, ta bới xương cho. Ít lâu sau thì nhà vua tổ chức lễ hội, già trẻ gì cũng chơi hết, mẹ con cám cũng vậy. Tấm xin được đi theo nhưng mẹ kế đã có kế. Bà ta đã trộn gạo và thóc lại với nhau và bắt Tấm lọc ra. Khi nào xong thì mới được đi chơi. Giống kiểu giáo viên hóa bắt tôi phải phân biệt những lọ mất nhãn thì mới cho về nhà. Dù sao thì như một thói quen thì Tấm lại khóc và Bụt lại hiện lên lần nữa. Sau khi nghe lại câu chuyện thì ông ta đã sai khiến bầy chim sẻ của mình xuống nhặt giúp. Một lúc sau thì đã xong xuôi. Hình như là nhà Tấm kinh doanh bánh bèo hay gì đó mọi người, mà cô ấy lại khóc tiếp lần nữa. Bụt lại bảo, con hãy đào bốn cái lọ ở dưới chân giường hồi trước để chơi gacha. Lọ thứ nhất mở ra một cái váy tuyệt đẹp, lọ thứ hai mở ra đôi giày, lọ thứ ba mở ra một con ngựa, lọ cuối cùng là một cái yên ngựa. Không lâu sau thì Tấm đã đến được kinh thành. Đi nửa chân thì cô ấy làm rơi chiếc giày xuống dưới cầu và không nhặt được. Con voi của nhà vua đến đó thì không chịu đi nữa. Một lúc sau thì họ tìm thấy đôi giày của Tấm. Nhà vua nhìn một lúc lâu rồi nói, ai mang vừa chiếc giày này sẽ làm vợ của ta. Mình thờ là vua chúa hồi xưa rất là thích chân, ở một mức độ không lành mạnh. Ai cũng thử nhưng không vừa. Tới lượt Tấm thì mẹ kế cà khịa, cứt hạng ba mà cứ tưởng là sô-cô-la hạng nhất. Bất ngờ chưa, Tấm mang giày vừa và nhà vua lấy cô ấy làm vợ, bla 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 bla. Sau cái này thì mới là đoạn thú vị nè. Tấm bị dì kế dụ leo cây, sau đó bà ta chặt cái cây và Tấm té xuống ao chết. Mẹ kế đưa em kế vào thay, nhưng bị nhà vua bơ, quê chưa. Sau đó Tấm chuyển sinh thành một con chim vàng anh và bám theo nhà vua. Nhà vua cùng nghĩ đó là vợ của mình nên ông ta suốt ngày chỉ nghịch chim, cám ghen tị và làm thịt Tấm. Sau đó cô ấy lại biến thành một cái cây, và mẹ kế chặt cái cây đó và biến cô ấy thành một cái khung cửa. Sau đó cô ấy bị đem đi đốt. Trời, mình mỏi thiệt chứ. Mình không biết tại sao mà cứ mỗi 3 giây thì Tấm lại bị giết một lần. Và từ đống cho tàn đó mọc lên một cái cây, nó cho ra quả thị rất là ngon. Một bà già đi ngang qua và nói, bà chỉ ngửi chứ bà không ăn, bla 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 bla. Cái đoạn này thì ai cũng biết rồi đúng không? Bây giờ thì mới là cái đoạn mà các bạn mong chờ. Phân đoạn đót đót bù bù lờ mau, phiên bản đáng sợ mà mẹ các bạn sẽ không bao giờ kể cho bạn trước khi ngủ. Quả thị nở ra một cô gái xinh đẹp và Tấm đã đoàn tụ với nhà vua. Còn Cám thì chỉ biết sợ hãi. Hôm nọ Cám hỏi, chị Tấm ơi, chị làm sao mà chị đẹp thế? À, chị dùng kem trộn của... Ồ, hãng kem nào muốn tài trợ tôi thì hãy liên hệ ha. Tôi sẽ gắn ở đây. Muốn đẹp không? Chị chỉ cho. Tấm kêu Cám nhảy vào cái hố và đổ nước sôi lên. Tại tế bào chết kiểu này thì sẽ tạo ra thêm tế bào chết. Tấm đúng là đồ ngốc. Trong cái nguồn mà mình đọc á, thì nó sẽ không có phần này. Tại vì nó quá là kinh dị các bạn à. Đây là cái phiên bản truyền miệng nhau á. Mình không chắc là nó có thiệt hay không. Nhưng mà nó sẽ giống như vậy nè. Sau khi mà đổ nước sôi lên người Cám á, thì Tấm đã biến cô ấy thành mắm, gửi cho mẹ kế một hũ. Bà ta ăn mắm khen ngon nức nở. Sau đó hũ mắm trồi lên một cái đầu lâu. Bà ta nhìn một hồi sau đó lăn ra chết. Mình có thể hứa với bạn rằng là video này đã bị tắt kiếm tiền rồi. Tại vì cái phân đoạn vừa rồi nó quá là kinh dị các bạn ạ. À, thêm một chuyện nữa. Không biết mà tại sao cái nguồn mình đọc nó còn có thêm một cái bài học cuộc sống nữa. Cá thể luôn có một sức sống mãnh liệt, không bao giờ khuất phục và đầu hàng trước cái ác. Xã hội luôn công bằng. Bài học duy nhất mà mình rút ra được từ những câu chuyện này đó chính là nếu nghèo hãy cưới chồng giàu. Ok, đáng lẽ thì video này sẽ kết thúc tại đây. Nhưng mà tại vì các bạn luôn đòi mình, anh TQ ơi, làm video về những nàng tiên cá đi anh, thì mình sẽ làm ngay tại đây luôn. Bạn nhớ tôi hồi bé thì bạn sẽ rất là thích những nàng công chúa Disney ha. Trong đó có nàng tiên cá. Nhưng mà tiếc rằng mình không phải là hoàng tử hầu đậu trôi trên biển.
Nhưng mà sau khi đọc được sự thật về họ thì tôi đã vỡ mộng. Ở trong thần thoại, tiên cá được biết đến là những sinh vật với khuôn mặt xinh đẹp và giọng hát hút hồn, đúng nghĩa đen. Thủy thủ họ cướp biển nào bị họ mê hoặc sẽ bị họ ăn thịt. Ý em là em muốn ăn tôi sao? Thì là ngại quá đi mà. Đó là thần thoại nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói đến những sự kiện lịch sử. Những người đi biển thường gặp vấn đề sức khỏe lớn vì thiếu hụt vitamin C. Lý do là họ không có trái cây tươi ở trong khoảng thời gian dài trên biển. Nó có thể khiến cho họ bị rụng răng nè, chảy máu nè, biến bạn thành người châu Á nè. Thiệt đó các bạn, da của bạn sẽ vàng khè luôn và sinh ra ảo giác. Ở biển có một loại sinh vật rất là dễ thương gọi là chó nước. Giả thuyết của mình á là họ sẽ bị bệnh, gặp ảo giác và nhìn những con chó này thành những cái nàng tiên cá xinh đẹp. Fun fact, cấu tạo bộ phận sinh dục cái của con hải cẩu là giống con người nhất. Mình chỉ nói tới đây thôi ha, còn những ông cướp biển làm gì thì mình không biết. Vâng, đó chính là sự thật kinh dị đằng sau những câu chuyện cổ tích. Bây giờ thì các bạn hãy like, subscribe và share video này cho lũ bạn của bạn để hy hoại tuổi thơ của chúng nó. Bây giờ thì bye bye.